căng thẳng Căng thẳng Cuộc sống càng hiện đại thì chúng ta càng có nhiều áp lực, áp lực bởi học hành, công việc, quan hệ xã hội hay cuộc sống gia đình vân vân. Những áp lực đó đã làm cho thần kinh của chúng ta bị căng thẳng. Căng thẳng có thể giúp tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu quá căng thẳng thì cũng khiến chúng ta suy sụp tinh thần, cảm thấy cô đơn, chán ăn hay ăn nhiều, mất ngủ hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe vân vân. Vậy chúng ta nên làm gì khi bị căng thẳng? Khi bị căng thẳng bạn hãy thử nghe nhạc hoặc xem phim một cách tốt khác để giải tỏa căng thẳng là nói ra với bạn bè hoặc người thân và hãy thử ăn món ngon hoặc uống gì đó tốt cho sức khỏe khoa học đã chứng minh rằng tập thể dục có thể khiến tinh thần con người trở nên tốt hơn chúng ta cũng nên ngủ đủ giấc bị căng thẳng có thể khá tệ nhưng hãy nhớ rằng bạn không đơn độc và có nhiều cách để đối phó với nó. Cuộc sống càng hiện đại thì chúng ta càng có nhiều áp lực. Cuộc sống càng hiện đại thì chúng ta càng có nhiều áp lực áp lực bởi học hành, công việc, quan hệ xã hội hay cuộc sống gia đình, vân vân. Áp lực bởi học hành, công việc, quan hệ xã hội hay cuộc sống gia đình, vân vân. Những áp lực đó đã làm cho thần kinh của chúng ta bị căng thẳng những áp lực đó đã làm cho thần kinh của chúng ta bị căng thẳng. Căng thẳng có thể giúp tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Căng thẳng có thể giúp tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu quá căng thẳng thì cũng khiến chúng ta suy sụp tinh thần, cảm thấy cô đơn, chán ăn hay ăn nhiều, mất ngủ hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe vân vân. Tuy nhiên, nếu quá căng thẳng thì cũng khiến chúng ta suy sụp tinh thần, cảm thấy cô đơn, chán ăn hay ăn nhiều, mất ngủ hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe vân vân. Vậy, chúng ta nên làm gì khi bị căng thẳng? Vậy chúng ta nên làm gì khi bị căng thẳng? Khi bị căng thẳng, bạn hãy thử nghe nhạc hoặc xem phim. Khi bị căng thẳng, bạn hãy thử nghe nhạc hoặc xem phim. Một cách tốt khác để giải tỏa căng thẳng là nói ra với bạn bè hoặc người thân. Một cách tốt khác để giải tỏa căng thẳng là nói ra với bạn bè hoặc người thân. Và hãy thử ăn món ngon hoặc uống gì đó tốt cho sức khỏe. Và hãy thử ăn món ngon hoặc uống gì đó tốt cho sức khỏe. Khoa học đã chứng minh rằng tập thể dục có thể khiến tinh thần con người trở nên tốt hơn. Khoa học đã chứng minh rằng tập thể dục có thể khiến tinh thần con người trở nên tốt hơn. Chúng ta cũng nên ngủ đủ giấc. Chúng ta cũng nên ngủ đủ giấc. Căng thẳng có thể khá tệ, nhưng hãy nhớ rằng bạn không đơn độc và có nhiều cách để đối phó với nó. Bị căng thẳng có thể khá tệ, nhưng hãy nhớ rằng bạn không đơn độc và có nhiều cách để đối phó với nó. căng thẳng. Cuộc sống càng hiện đại thì chúng ta càng có nhiều áp lực, áp lực bởi học hành, công việc, quan hệ xã hội hay cuộc sống gia đình vân vân. Những áp lực đó đã làm cho thần kinh của chúng ta bị căng thẳng. Căng thẳng có thể giúp tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu quá căng thẳng thì cũng khiến chúng ta suy sụp tinh thần, cảm thấy cô đơn, chán ăn hay ăn nhiều mất ngủ hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe vân vân. Vậy chúng ta nên làm gì khi bị căng thẳng? Khi bị căng thẳng, bạn hãy thử nghe nhạc hoặc xem phim. Một cách tốt khác để giải tỏa căng thẳng là nói ra với bạn bè hoặc người thân. Và hãy thử ăn món ngon hoặc uống gì đó tốt cho sức khỏe. Khoa học đã chứng minh rằng tập thể dục có thể khiến tinh thần con người trở nên tốt hơn chúng ta cũng nên ngủ đủ giấc bị căng thẳng có thể khá tệ nhưng hãy nhớ rằng bạn không đơn độc và có nhiều cách để đối phó với nó